Xin chào các bạn. Sắp đến 8 tháng 3 rồi và ngày hôm nay mình quyết định sẽ làm một video để nói lên tâm tư nguyện vọng của chị em phụ nữ cho cánh mày râu được biết rõ. Và nếu các bạn đang có ý định là sẽ mua quà nhân dịp 8 tháng 3 cho người vợ, người yêu của mình thì các bạn hãy thử tham khảo thêm những gợi ý sau đây của mình, bởi vì không chỉ là hoa, quà hay là những lời chúc tốt đẹp, còn có những điều rất là nhỏ bé mà bạn có thể làm cho cô ấy vui sướng đến bất ngờ đấy. Và trước khi chúng ta bắt đầu, các bạn đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube của mình nếu bạn chưa nhấn nhé. Và bạn cũng đừng quên nhấn cái chuông nữa để khi mình ra video mới hàng tuần, bạn sẽ là người đầu tiên được xem nhé. Do video này được làm nhân dịp 8 tháng 3 cho nên mình sẽ chia sẻ 8 điều rất là nhỏ mà bạn sẽ làm cho người vợ hay người yêu của mình rất sung sướng mỗi ngày. Điểm số 1 là những cái điều nhỏ nhặt hàng ngày ở trong nhà bạn. Khi mà bạn đi vệ sinh á, nếu giấy vệ sinh hết thì bạn sẽ cảm giác như thế nào? Chúng ta sẽ không vui phải không? Vậy nên khi bạn chủ động thay giấy vệ sinh khi mà giấy hết thì bạn sẽ làm cô ấy rất vui đấy. Điều số 2 cũng ở trong nhà bạn luôn, đó chính là khi mà bạn dùng kem đánh răng á, bạn hãy nhớ nặn kem đánh răng từ dưới đáy của cái tuyết kem đánh răng lên nha các bạn. Mình đã để ý rất là nhiều bạn trai mà các bạn ấy thường xuyên là chỉ nặn là từ trên đầu thôi, và như vậy á, cái phần kem nó đồng ở phía dưới, chỉ có cánh phụ nữ của chúng tôi phải vất vả nặn nó lên hàng ngày thôi. Các bạn hãy nhớ nặn kem từ dưới tuyết kem đánh răng đi lên nhé. Điểm số 3 đó là bạn hãy nhớ thay bao rác và đi đổ rác khi mà bịch rác sắp đầy. Khi mà bạn thấy một cái thùng rác đầy ắp và vương vãi, chúng ta ai cũng cảm thấy dơ bẩn và khó chịu đúng không? Cho nên bạn hãy tự giác đi đổ rác đi và thay bịch rác mới vào. Bởi vì nếu bạn không làm á, cô ấy cũng nhờ bạn thôi. Bây giờ mình cũng làm một công mà mình lại mang tiếng là tự giác nữa thì chắc chắn vợ bạn sẽ rất là vui đấy. Việc số 4 mà mình muốn nhắc đến đó là việc đội nón bảo hiểm cho người bạn đời của bạn. Nếu bạn chở cô ấy bằng xe gắn máy thì bạn hãy giúp nàng đội nón bảo hiểm lên và cài quai nón lại. Không phải là cô ấy không làm được những cái điều nhỏ này, nhưng nếu bạn chỉ bỏ ra 30 giây thôi để đội nón cho cô ấy thì chắc chắn là cô ấy sẽ rất vui vì thấy mình được quan tâm chăm sóc như những ngày mới yêu. Và từ năm 2020, chúng ta sẽ có thêm một việc là đeo khẩu trang mỗi khi đi ra đường. Và khi cô ấy sắp ra khỏi nhà thì bạn hãy nhớ mang khẩu trang giúp cho cô ấy nhé. Điều này sẽ làm cho cô ấy rất vui đấy. Và điều số 6 là bạn hãy nắm tay cô ấy khi bước qua đường nhé. Cái việc mà bạn dắt tay cô ấy khi qua đường sẽ làm cho cô ấy cảm thấy rất là yên tâm và giống như là bạn là bờ vai vững chắc cho cô ấy mỗi khi cô ấy cần vậy đó. Điều số 7 là bạn hãy giúp mở cửa cho cô ấy mỗi khi di chuyển bằng xe hơi nhé. Việc bạn mở cửa xe giúp cô ấy mỗi khi lên xuống xe sẽ làm cho cô ấy cảm nhận được sự ga lăng lãng mạn của bạn. Bật mí là phụ nữ rất dễ bị hạ gục bởi đàn ông ga lăng và chu đáo đấy. Và cô ấy sẽ đáp lại bạn bằng sự ngọt ngào đáng yêu khi cảm nhận được sự ân cần của bạn dành cho cô ấy. Nếu bạn chở cô ấy bằng xe hơi hoặc lúc hai bạn đi taxi, đừng quên mở cửa giúp cô ấy nhé. Và điều số 8 mà mình muốn nói đến là những nụ hôn. Bạn hãy hôn cô ấy trước khi ngủ cũng như là hôn cô ấy khi cô ấy thức dậy vào mỗi buổi sáng. Bạn biết không, buổi tối khi mà các bạn hôn chào tạm biệt nhau như vậy, cô ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc và ngủ ngon hơn. Tương tự như vậy, nụ hôn đánh thức cô ấy vào mỗi buổi sáng sẽ làm cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc cả ngày dài. Bạn thấy đó, làm cho phụ nữ vui chẳng có gì là quá khó khăn đúng không ạ? Các bạn chỉ cần quan tâm một chút, để ý một chút và thể hiện những hành động nhỏ thôi. Và bạn sẽ không thể ngờ là những hành động nhỏ của bạn cũng mang đến những hạnh phúc rất là lớn đối với người bạn đời của bạn đó. Và bạn hãy hành động đi, mỗi ngày chăm sóc cho cô ấy nhiều hơn một chút, quan tâm đến cô ấy thật là ân cần hơn. Và các bạn sẽ cảm thấy là tình cảm của mình sẽ ngày một gắn kết. Và mình xin chúc cho cuộc sống của các bạn sẽ luôn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Xin chào và hẹn gặp lại.